Tiếng ve kêu gọi hè về, hoa phượng nở cũng là thời khắc chúng ta chia tay nhau. Dù không bên nhau nhưng chúc các bạn của chúng ta luôn đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Lớp 9 tức là cấp 2 sẽ lên cấp 3, cấp 3 sẽ lên đại học sẽ đi làm các khoa học kỹ thuật, công xưởng của nhà nước, các cơ sở. Tuổi lớp 9, chúng ta chia tay nhau và bước lên môi trường cấp 3. Bạn bè chia tay, lớp khác, trường khác. Những đứa bạn thân không còn bên cạnh nhau nữa. Bây giờ, mỗi người một ngả, mỗi người một trường, mỗi người một phương. Giờ chia tay đã đến, chúng ta phải xa đám bạn bè thân thiết. Đám bạn bè cùng vui, cùng buồn, cùng chia sẻ những điều tuyệt vời nhất trong cấp 2, tuổi học trò. Tuổi thanh xuân nằm mãi ở nơi đây, trong ngôi trường và lớp học, những chiếc bàn thân yêu từng gắn bó. Cấp 2 thật sự đáng nhớ, những người bạn bỡ ngỡ kết thân với nhau là cùng nhau trốn tiết đi chơi hay bị thầy cô giáo phạt giờ giải lao, hay ngồi trong lớp nói chuyện cũng bị thầy cô giáo phạt. Tiếng trống, tiếng thầy cô giảng bài, tiếng đùa giỡn với nhau, tất cả đều là âm thanh của tuổi thanh xuân tươi đẹp. Tuổi học trò là những gì của thiên nhiên ban tặng. Tuổi học trò cũng như mây trời lồng lộng, chúng ta vốn không thể nào níu kéo lại. Trải qua những ngày tháng thanh xuân ơi, điều gì còn lại duy nhất là những điều tốt đẹp về nhau. Những níu giữ, những khoảnh khắc thanh xuân của chúng ta khi bên nhau là những ảnh kỷ yếu của cuối năm lớp 9. Chúng ta hãy đối xử với nhau thật tốt. Sau này không còn học với nhau nữa, chúng ta vẫn còn là bạn bè tốt của nhau. Sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ mặc nhiều màu áo nhưng không ngây ngô trong sáng như màu áo trắng tuổi học trò. Còn khi học ở trong trường, chúng ta càng ghét nhau bao nhiêu thì ra trường chúng ta càng nhớ nhau bấy nhiêu. Những gì hôm nay ngày mai đã là quá khứ, hãy trân trọng hiện tại và tương lai. Những quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời con người chính là được đi học và có những người bạn bên cạnh. Tuổi thanh xuân một đi không quay trở lại. Nhớ lắm những tiếng ồn ào trêu đùa hay cãi nhau. Nhớ lắm những khi bị bắt tài liệu vì quay phim chụp ảnh để dùng vào
những buổi thi, nhớ từng gương mặt thân thương trong lớp của mình. Đấy là những kỷ niệm học trò. Tiếng ve kêu gọi hè về, hoa phượng nở cũng là thời khắc chúng ta chia tay nhau. Dù không bên nhau nhưng chúc các bạn của chúng ta luôn đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Lớp 9 tức là cấp 2 sẽ lên cấp 3, cấp 3 sẽ lên đại học. Đại học sẽ đi làm các công xưởng của nhà nước, các cơ sở khoa học kỹ thuật. Chúng ta đều biết tuổi thanh xuân, tuổi học trò không bao giờ tìm lại được vẻ đẹp thơ mộng biết bao của tuổi học trò chúng ta. Cuộc gặp đỡ nào cũng sẽ chia tay, cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn. Chỉ còn lại những kỷ niệm theo chúng ta đi suốt cuộc đời, đi hết trang sách này đến trang sách khác.
Chia tay hôm nay, chắc chắn chúng ta sẽ gặp được những con người trưởng thành hơn, hy vọng hơn. Các bạn của chúng tôi sẽ khôn lớn hơn và học được nhiều bài học trong cuộc sống nhiều hơn.